Các anh hát phi rồi đấy. Các chị hát đẹp mà vào đi. Hai chị Xuân Long hát đi chị. Quay dần đi là vừa. Chưa đẹp đâu. Chưa đẹp á? Đẹp. Bây giờ đẹp dần rồi. Hát thay đẹp nhỉ? Quay dần dần lên nhỉ? Anh nhỉ? Nè, đẹp lắm rồi. Đấy, chị, lắm chị rồi. Đẹp thế mà không hát này. Đấy, đẩy cho má. Ôi, đồ nín mới dừng cái này. Nhà, nhà thị tử, ta có cái đưa văn phòng. Alo. Vâng, các chị đến chưa? Nhà. Các chị đang đến rồi. Nhà, bán đề ta đã nhớ. Vâng, tí nữa em mới sang được. Em gặp các chị đang hát, cho chị bảo đây tí đã. Các chị bảo đây một tí đã, đang hát rồi. Vâng, tí nữa em xuống sau anh cứ ngồi đi nhá. Rồi, ba chị kia đang xuống ở đấy, ba chị mừng quá, chị lên đang sang ở đấy. Sắp đến rồi. Vâng. Chị cầm cho em một cái, để em lấy cái chân một cái. Chị cầm thế này nhé, chân quay ấy. Đây này, chân đây này. Chị cầm hai tay, cái chân này, hai tay. Em chân đây rồi. Mẹ đây này.
áo kín này đi. Cái chân này không phải á? Chân này nhưng mà không có cái chân cài rồi. Cài ra đây rồi. Bà bưng nó vào bưng lấy lại tắm. Đấm lắm. Nhìn nắng rồi nhỉ. Quay các chị này còn đẹp hơn. Đấy. Ở trong kia ngồi hát là mát nhỉ. Và các chị kia và các anh ở trong kia ngồi hát được không? Các chị gặp trai đẹp thế hồ quá. Gặp hai anh này đẹp trai hát hồi hộp quá không vào. Ông hư. Sang kia ngồi đi chị. Sang kia ngồi mát lắm. Thì các chị hát đi. Sang kia ngồi đi chị. Sang kia ngồi nhé. Hả? Cái mình mát lắm anh ạ, bạn kia đi. Khổ quá. Tại vì các chị chưa ăn đúng không? Các chị chưa đi ăn phải không? Đói rồi chưa đi ăn rồi vào. Không lái mi để vào. Không lái mi để vào ra. Không vào một lúc khác vào chị ạ. Đúng rồi. Một lúc khác vào. Thật đấy. Chẳng qua bây giờ chưa ken thôi. Chưa ken. Cứ nói thế thôi. Chưa ken không không vào đứng đi. Mới khẩn à? Mới khẩn không? Ồ, ai không khẩn chị? Chị, anh không, anh kia không khẩn hay là chị không khẩn? Hai anh không khẩn không? Chị này bảo không, chị vào này, chị này bảo là nó không khẩn. Nó không. Nó không khẩn mẹ. Xem hai chị hát vào không? Khẩn chưa chị? Khẩn, khẩn chưa?
đấy đấy, ngon rồi đấy. Đây ông đối tư đô lập hai ư nó là cả đôi đây ở bơi như để ở đây ở như đi xa nhau này có khẩn không ạ? Đứng xa nhau quá. Ấy ơ, uống rượu rồi. Ừ, băng đến rồi. Chào các anh nhá. Bên này nhiều chị xinh lắm này. Chân em đây. Nhưng mà bảo các anh chị qua sang bên kia thôi, ở chỗ này nắng lắm. Bên cây kia, bên lùm cây kia mát hơn. Bên kia trong mơn mà. Vâng. Các chị sang đi, sang để bảo các chị nhé. Bảo các chị này sang đi. Các chị ơi sang lùm cây đi. Các chị ơi sao mình tên ngồi đi. Ở đây nắng lắm. Nhà nó khó sao đó mẹ sao ơi sơ để ở miền phán ơi. Quán nước đi. Đi vào quán nước. Chị vào hát đi chị ơi. Chị vào hát đi.
hay mà. Thế à? Cứ đi cùng nhau lâu cũng biết hát mà. Biết thế nào được à? Biết. Đấy. Không, con nó chán rồi hả? Để chụp hai bác này đẹp trai quá. Cao to đẹp trai nha. Ờ, cao to đẹp trai. Học kiến mất tổ của bác ạ. Được thăm nhà. Yeah.
Ô chị mày. Nắng nhỉ? Nắng. Ấy ơ. Vâng, thấy tối lắm này. Không thấy đâu. Vâng, về nhà mới thấy. Về nhà thấy rồi. Vâng. Cháu để nó tối không hết pin à? Các chị đang mặc quần áo mới kìa. Chỉ lối vô sôi ơi,
ơi mì xíu lư. Thank you.
tí lốp bê ô lá tí ơ nhói bè. Nhà nó kén kỷ lối ơ bà nữ sư lê ơ hội bà sư. Chị Bay ơi, chị Mai ơi, sao mấy cái ngồi đi chị Bay? Sao mấy cái ngồi đi? Sao mấy cái ngồi? Các chị sao mấy cái ngồi trong dễ nhỉ? Đứng đây đông sợ tí người ta đuổi. Đứng đây nhiều quá. Đây. Con nói không phải nào.
Chào chú. Chào các chú. Hôm nay áo đẹp quá chú ạ. Hả? Hôm nay áo đẹp quá. Đâu mà đẹp. Ấy giờ tùm lum như này rồi. Cháu. Chú ạ. Cháu mới đó. Cho anh chị này mới không? Thế thì là cái chúng này nè. Hả? Xin đi tí ba. Sao chú đây ạ? Xe bác đây. À. Bảo xe để ở đâu nữa, ở đây ở đâu nữa. Vâng, cháu trông cho rồi sợ gì. Sang bên vườn kia đẹp hơn mà không sang. Cháu chịu khó đi quay chứ nhỉ? Vâng ạ, cháu hay đi quay lắm. Hôm nọ đi Tràng Cát à? Vâng ạ. Ấy trời mưa nhiều. Trời mưa to lắm. Mưa nước khe chảy xuống không dám đi ấy. Chú không đi nhỉ? Không đi đâu. Sao lắm nhỉ? Thấy trên mạng nó thấy thôi. À vâng. Mưa to lắm. Nước chảy ầm ầm ấy. Đấy, nó bảo xin đang dừng ở đây. Vâng, vâng ạ. Thế lúc nãy bác để xe đấy, bác đi đâu rồi? Đi chơi xung quanh thì uống nước thôi. Bảo các chị sang bên kia ngồi không sao. Ông này sang mà. Chị mới lên đây thì không biết để. Các anh bảo sang, các chị không sang ấy. Sang bên kia thôi, nắng lắm. Đi, sang bên kia đi. Sang bên kia. Các anh chị chuẩn bị sang bên kia cho video sẽ dừng tại đây các bạn nhé. Lần nữa chúng ta sẽ nghe các anh chị hát tiếp. Cảm ơn Pì Nọng đã xem, xin tạm biệt. Đi sang đi, em sang trước nhá. Em sang. Các chị này chắc không sang đâu.